Fortuna thì sản xuất 4 dòng sản phẩm chính. Sản phẩm đầu tiên và cũng là dòng sản phẩm thế mạnh của Fortuna, nó là về các cái dòng liên quan đến ví. Hi, welcome to the Voice of Vietnam Manufacturing Interview Series. My name is Chris. I'm a sourcing expert that's been living in Vietnam for the last 10 years. Today, allow me to introduce you to... Hôm nay chúng ta nói chuyện với Mai, chuyên về sản xuất đồ da. Công ty tên là Fortuna Leather. Mai giới thiệu những sản phẩm Mai sản xuất. Giới thiệu với cả anh Chris và các bạn thì Fortuna Leather Việt Nam là một công ty sản xuất chuyên về đồ da, được thành lập từ năm 2015. Fortuna thì sản xuất 4 dòng sản phẩm chính. Sản phẩm đầu tiên và cũng là dòng sản phẩm thế mạnh của Fortuna, nó là về các cái dòng liên quan đến ví và các cái sản phẩm tương tự như ví. Ví dụ như là ví dành cho nam, cho nữ, hoặc là các cái dòng ví thẻ, ví card holder, card wallet, passport, hoặc là các cái dòng tương tự như là ví móc khóa. Ví dụ như một số các cái sản phẩm anh Chris có thể tham khảo ở đây. Đây là những cái dòng sản phẩm thế mạnh của Fortuna. Dòng sản phẩm thứ hai mà Fortuna hướng đến đó chính là các cái dòng sản phẩm liên quan đến dòng accessory. Những sản phẩm phụ trợ cho các ngành công nghiệp khác. Ví dụ như là một số các cái dòng liên quan đến ví dụ như là các cái khay để cốc này, chính là bao bì để đựng một cái dòng sản phẩm khác như là bao bì đựng máy ảnh bằng chất liệu da, hoặc có thể là ốp điện thoại bằng da. Do you have questions about producing in Vietnam? Join one of my live webinars every Wednesday, one in the morning and one in the afternoon, that include a 20-minute question and answer session. Links are in the description below. Dòng sản phẩm thứ ba của Fortuna, nó là các cái dòng sản phẩm liên quan đến túi dành cho nữ với những thiết kế cơ bản. Với những cái dòng sản phẩm như vậy thì Fortuna cũng có những thế mạnh đối với những đơn hàng số lượng lớn. Thì chúng tôi có thể sản xuất được là với những cái giá thành rất là tốt, cộng với cái năng suất có thể đáp ứng được là khoảng trung bình nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10.000 sản phẩm trên một tháng. Và dòng sản phẩm cuối cùng nó là những cái dòng sản phẩm mang tính thời trang và chất lượng cao. Đối với những sản phẩm đó thì Fortuna có một nhà máy riêng với quy mô khoảng tầm 50 công nhân, là chuyên sản xuất những đơn hàng số lượng nhỏ với chất lượng với chất lượng cao. Và ngoài ra thì Fortuna có một nhà máy có 300 công nhân là để phục vụ cho các đơn hàng số lượng lớn. Fortuna có thể đáp ứng trung bình hiện nay với các cái dòng ví thẻ. Fortuna có thể xuất là 1 triệu sản phẩm ví trong một tháng. Và hiện nay thì chúng tôi đang xuất sang thị trường Nga. Trung bình là cứ mỗi một tháng thì chúng tôi xuất 1 triệu các cái dòng sản phẩm ví thẻ tương tự như những cái dòng sản phẩm ví này. Thanks for listening. Is your business struggling due to delays out of China or quality control issues in India? When is a good time to get on-the-ground advice or a factory introduction from an expert in Vietnam? Schedule a one-on-one chat with me or let's meet for coffee in Ho Chi Minh City. And remember, thoughts are things. And where there's a will, there's a way.